Trời ơi, cái gì vậy nè? Xin chào tất cả mọi người, mình là Khương Ma đây. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của mình nha. Và trước khi chúng ta bắt đầu video về ngày hôm nay á, thì các bạn hãy bỏ ra một tí thời gian có thể like, share, đăng ký kênh cho Khương Ma, và cũng như là đăng ký kênh cho tất cả các thành viên cho bị tọt rối, bao gồm Zero Official, Hùng Akira, Thịnh Tuấn, Subi và Ruby. Và các bạn nhấn vào cái chuông và ghi bình luận ở bên dưới là thăng bị tọt rối để cho Khương Ma biết là các bạn đã làm những điều trên nha. Và bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu video thôi nào. Chắc mấy bạn cũng biết á, là mấy ngày trước là vì tỏ rắc rối của tụi mình đã chuyển qua một cái đàn mới đúng không? Và bây giờ hôm nay á, là Khương Ma sẽ dẫn cho các bạn tham quan tất cả những điều bí mật, bí ẩn ở trong cái đàn mới ở vì tỏ rắc rối đi nha. Trước tiên á, là chỗ này á, là cái phòng họp của Tem. Là mỗi khi Tem có vấn đề hay là muốn họp hành gì đó thì Tem sẽ ở dưới đây và ngồi tụ họp lại với nhau để chúng ta có thể họp hành nè, ra ý kiến nè, ra nội dung video nè. Và sẵn tiện ở dưới đây là cái chỗ mà cung cấp đồ ăn cho Tem đấy nè. Đấy. Và ở trong đây á, ngoài cái đảo này ra thì chúng ta còn có 6 cái đảo. Và trên 6 cái đảo đó đều có ngôi nhà của mỗi thành viên trong biệt đảo rất rối. Và bây giờ Khương Ma sẽ dẫn cho các bạn đi tham quan từng đảo trước nha. À ha, chắc qua đảo bên đây trước nè. Hình như nếu mình đã không làm nhà này gì à, cái căn nhà hiện đại chắc là của Thịnh rồi. Để xem Thịnh có nhà không. Cốc 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 cốc. Cốc 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 cốc. Thịnh ơi. Dạ ai gọi vậy? Thịnh ơi có nhà không đi? Vào đi. Ừ, nhà Thịnh thiết kế cửa vào đặc biệt của ta ơi. Ủa? Đang làm gì đó Thịnh? Trời, đang bơi. Hồi nay Thịnh hứng đi bơi luôn mà nhà xịn ha, có hồ bơi tại nhà luôn nè. Ừ, sao nữa trời. À, đây nè. À, trời ơi, bây giờ đỡ rồi. Ngày nào cũng phải bơi này, nó mới tên là chiều cao. À, à cho Thịnh nè. Hôm mà mua ở chợ đó. Tặng cái này là món quà đặc biệt dành cho Thịnh đó. Trời ơi, đàn có Thịnh có thôi nha, chứ không có ai có đâu nha. Ôi, đúng nè. À, thôi không có gì. À, mà nay qua nhà tôi có gì á? À, qua nhà thăm quan nhà để giới thiệu nhà của Thịnh cho tất cả các bạn biết nè. À, đây, quay camera đây. Ok, rồi. Xin chào tất cả các bạn quay lại với channel của Khương Ma. Và mình là Tuấn Đẹp Trai đây. Các bạn xem được clip này thì nhớ like, share và subscribe cho Khương Ma nha. Và đừng quên là comment lại để lại ý kiến của các bạn là đảng của biệt đất có đẹp hay không. Ai chơi trên mình đánh nhầm Khương Ma mất tiêu rồi. À, đấy. Ok, thì đây hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái nội thất gọi là cái căn nhà nhà mình. Thì thực ra bố trí cái căn nhà này mình chả biết ai bố trí nữa. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có một bộ bàn ghế này. Đó, trên này là một số giá sách để chúng ta có thể học hỏi này. Đấy, theo. À. Đó. Đó, ở ngay đằng sau đây chúng ta có hai cái nò. Đây là cái nò nướng này. Đó, cái bếp nướng. Vì sợ bỏng tay nên là phải rào nó vào á, không có bỏng tay á. Nó rào là sao mình nướng nữa? Ôi, chỉ có người siêu đặc biệt thì mới nướng được thôi. Đó, ngoài ra thì đằng sau này có hồ bơi này nó siêu xuống không? Bơi được không? Trước kia có cái tấm bảng này, tấm bảng cái gì vậy? À, bảng đấy bảng kimochi á. Bạn nói tiếng Nhật thì sẽ biết cái từ đó. À, ok. À, đi đây. Trang trí rất đặc biệt luôn. Có một cái ban công này. Đấy. Cái ban công này thì ngắm được cả làng luôn. Tất cả các đảo đều ngắm được luôn. Đó, ở bên này thì tất cả là sách. Tủ đẹp trai mà, nhưng mà rất là hay đọc. Nên là trang trí rất là nhiều tủ sắt luôn. Và ở trên này cũng có hai cái bàn để cà phê này. Đó, ngồi đây nè. Đó, thấy không? Chúng ta vừa ngắm cà phê này, vừa ngắm làng này. À, đằng đây cũng có cái ban công nè. Đó, đâu. Nhà tôi là thiết kế theo dạng đa chiều mà. Không. Ôi, trời. Đấy, biết tại sao mà thiết kế cái bể nước không? Bể nước ở đây nè. Thế mà chúng ta té đầu, chúng ta té vào bể nước thì chúng ta sẽ không chết. Có tính toán hết cả rồi. Đó lắm. Không, chúng ta gọi là sáng thì chúng ta sẽ ra ngoài kia hít thở không khí. Chiều chúng ta sẽ ra đây ngồi ngắm hoàng hôn. Đấy. Trời ơi, xin đâu. Đấy. Ngoài ra vẫn còn một gác nữa nha, trên này nè. Đó.
Ủa nhà nhiều lầu vậy, tính ra là nhà này hai lầu luôn á, tỉnh phi tình trệt đó là ba. Đó, trên này tôi còn một cái căn phòng để mình để sách nữa, nhưng mà sách ở trên này sách đi kíp rồi, đi xuống. Không khám phá được. Sách 18 cộng hay gì vậy mà không cho người ta xem thế? Ôi, đi cũng vất vả vất vả. Đó, thì chung quy nhà tuấn ở đâu đấy có mấy trăm tỷ thôi. À, thế nên là thôi. Đó, được thế không? Chờ xin không? Nếu như các bạn thấy nhà của tuấn chị thì nhớ để lại cho Kuma một like nha. Và nhớ chia sẻ video này đến trên Facebook để cho nhiều người biết đến nhà của tuấn đẹp trai. Trời ơi, cũng đẹp không mày quê. Trời ơi, công nhận. Mà nhà nó đúng đẹp luôn nha. Nhà hiện tại với cái trong tim. Có cái hồ bơi đó nè. Chứ còn gì nữa, rồi xuống bơi đi, bơi lớp đi rồi về. Thôi bơi đủ rồi, bơi nhiều quá bệnh chết. Rồi. Rồi thôi, không ai về nha. Không ai còn phải qua mấy nhà khác để review nữa nè. Rồi, ok, bye bye. Mốc cái gì hẹn đi chơi nha. Riêng hai đứa hả nha. Như hai đứa hẹn hò hả? Trời ơi. Được. Không khác nha. Bye bye. Bye bye. À, bên đây còn có một cái nhà nữa mấy bạn. Cái nhà này nó giống như là cái chùa đúng không? Và cái nhà này của Hùng Akira nè. Mà Hùng hình như là chưa dọn cho cái làng này, cho nên cái nhà này còn chống qua chống quất à. Nè thấy không? Không có đồ đạc gì hết trơn á. Đây, để mình đi cho mấy bạn xem sơ qua cái ngôi nhà. Đây, đây là cái ngôi nhà của Hùng Akira đây. Đây phong cách chùa. Nơi đây tôn thờ một con thỏ. À thôi bây giờ qua, tụi mình qua một cái nhà tiếp theo nữa thôi. Đây là cái này mới này á, nó rộng ra chứ nó không có nhỏ. Cho nên mỗi người một đảo đó, cho nên đi qua di chuyển đi lại qua một cái cầu đi mỗi chân đó mấy bạn ạ. Ý, Ruby. Hít thở buổi sáng thật là trong lành. Ờ, chị Cô Ma, hello chị. Hello em, ở em đi đâu đấy? Em đang đứng đây tập thể dục cho nó sức khỏe, cho nó cao lên ấy. À, tính ra là em đi lên đi xuống cái cầu thang này là em cũng đã đủ tập thể dục rồi đó. Rồi đừng có nhìn cầu thang, em đứng đây em tập cho có thôi. Trời ơi, để cho Siro thấy đấy. Trời ơi, gì đó. À, thì giờ có tính toán hết à. Trời ơi, mà sao sáng sớm bây giờ chị đi, em thấy chị đi qua nhà từng người, đi qua nhà tới Hịnh luôn, qua Hùng luôn trời. Trời, chị đi giới thiệu nhà từng người cho các bạn nhỏ biết cái mà. À, thôi, lên nhà em này, trời ơi, giới thiệu nhà em này. Đi. Hay là chị muốn giới thiệu nhà Mugro trước, tại nhà Mugro ông trước, ok, cái đảo của Mugro trước, cái bên cái đảo em ấy. Nè, bên kia là Subi kìa. Thôi, nhà Subi, nhà Subi là mình nhìn vô là mình biết liền à. Bây giờ mình tham quan nhà em trước đi, để rô để xa. Ok, chào Mugro rồi là... Rồi, ổng đang bắn... bắn PUBG gì nữa, làm phiền ổng lắm. Ông đang chơi Pikachu ấy. Chào ông. Xin trọng giới thiệu với chị, đây là căn nhà căn nhà này được xây mấy trăm triệu chứ không phải bằng mấy chục tỷ giống như Hịnh chị yên tâm. Thì chị có nhà đẹp không? Trời ơi, nhà em đánh kim cương các kiểu nữa kìa. Trời ơi, nhìn cho là biết nhà giàu liền luôn á. Giàu đâu mà giàu, để nhìn ngoài giàu chứ vô nhìn ở ngoài kích thích, nhưng mà vô cái gì đó chị ơi. Vô đây. Mời chị vào nhà đấy. Chạy hâm đỏ chị vào luôn. Trời ơi, Vinh dự nha. Đây. Nhà cũng giản dị lắm chị ơi. Wow, sao nhìn bên ngoài hành tráng lắm mà sao vô bên trong thấy nó không có được hành tráng như bên ngoài. Tại em không có tiền để mua đồ trang trí nội thất ở bên trong nên mới dậy thôi. Trời ơi, em kêu ru kìa. Thôi mình em à xin tiền vô rồi mấy bạn fan sẽ nói là em này nọ chứ không có tiền rồi xin tiền vô các kiểu thứ con đà điểu này nọ. Ở trên đây là cái phòng gì vậy, sao mà nó xíu vậy? Cái này cái nhà vệ sinh, hình như là cái nhà vệ sinh vậy. Em cái cầu thang lên đây nè. Cầu thang á? À, em chưa bao giờ đi. Em chưa bao giờ ở đây á. Em chưa bao giờ ở đây, em cũng không biết nè. Tính ra nó là nhà em luôn á. Tại này em mướn người ta xây mà, người ta xây cho em chứ. Người ta tự thiết kế cho em đâu có thiết kế cái nhà này đâu.
Ở trên đây em làm cái phòng đọc sách trên đây hả? Ủa sao cái phòng đọc sách nó liên thông với cái nhà vệ sinh vậy? Trời, cái đó sở thích của mỗi người khác nhau chị. Lên lầu đi, lên lầu hay là mình lên lầu đi chị, lên lầu đi. Trời ơi, chị mới biết rồi nha, không ngờ em lên làm cái phòng đọc sách liên thông trong với cái nhà vệ sinh luôn á. Ơi à, cho nó có mùi thơm mỗi khi mình đọc sách. Nó có mùi thơm hơn hoảng cái mũi mình sẽ ta sẽ. Đây là đây là. À, đây là cái cầu hang này, đặt là cầu hang con nhộng để. Trên phòng này em cũng giản dị thôi. Trời ơi, đính dài cục kim cương ở chứ đâu có gì to tát đâu. Đấy. À, giản dị, cực kỳ giản dị luôn, chị thấy nó giản dị mà. Trời ơi, đây ba cục kim cương nhầm nhò gì với em. Thấy không? Thôi cái này mà cầm cái cúp qua nhà em mà đào một phát một là chị giao to luôn á. Đây, đây à quên nữa, lúc nãy em xuống dưới em tập thể dục em có lấy đồ ăn nè, ăn sáng không? Em cho chị miếng này, đấy. Đây. Ờ, cảm ơn em nha. Sáng mình uống Pepsi cho nó ngon đây. À, đây, chị thấy cái giường không? Chị thấy cái giường đẹp không? Ờ. Cái giường 100 triệu ấy. Chị, giường này 100 triệu á? Ôi, 100 triệu nhìn là biết rồi, đẹp thiệt đẹp, cái giường thiệt đẹp phải không? em mướn cái ông gì ta? Đừng quan tâm chuyện đó. Đây. Rồi chị thấy nhà em như thế nào? Đấy. Sao? Ở ngoài đây nè. Chị có thể theo trò mạo hiểm ngoài đây nè đây không? Ở sao cái ban công của em mới hình mảnh rồi? À, ăn trộm nó bảo lấy nó đang hớp mảnh của cái cầu cái hàng rào rồi chị ạ. Ăn trộm nhau đó mà ăn trộm kia vậy? Tính ra nhà em cái này à, cái trong đây nó quý giá hơn chứ ngoài đây chứ. Không, thôi em lùa thôi, em đập cái này em đi ra em đứng em nhìn bro ấy. Trời ơi. Dạo này em nhà bro tình tứ lắm luôn rồi đó nha. Không có, tại em tính toán thôi chứ đâu có tình tứ đâu. Trời chị bậy bạ. Bậy bạ quá. Ai biết được em đâu. Đây rồi đấy, xong rồi. Là chị muốn khám phá cái gì nữa? Hay chị muốn xin cục kim cương trên cái mái nhà em. Thôi. Chị xin xin cục ai lấy người ta lấy hết luôn á. Lấy là phải lấy hết nha. Chị cứ okay. Ông chơi xong vài bán Pikachu chứ ông xem phim gì đó rồi. Đây. Em đi với chị không? Trời ơi em mà qua một đi, cái đi, là ổng ổng mừng lắm luôn á. Đây đi. Chị đứng ở ngoài chứ đi, em không kêu đi, em làm tạo bất ngờ cho ổng. Em làm gì vậy? Cứu đi, chị cứu đi. Râu ai? Râu à? Ừ. Râu hỡi. Cái gì vậy? Làm gì đó vậy? Tập thể dục buổi sáng với chị hai. Xuống đây, tới chuyện chơi. Gì vậy? Cúc nè. Cúc nè. Hồn, hết hồn, chị mến à. Dạ, mai chị em qua đây thăm nhà tôi vậy? Đi thăm quan nhà của Râu nè. Trời, tính ra là bà ở cái đàn này 2-3 ngày luôn mà bà chưa biết hết đảo luôn hả? Ừ, trời, cứ đi đặt đường ngoài đó, cứ nhầm nhà của người ta thành nhà mình không ngoài à. Mấy Ruby cũng vậy nha. À Ruby đi lạc qua nhà của ma hoài nè. Hai chị em đi lạc nhà nhau hoài nè. Trời. Em có bản đồ mà không sợ nữa, không sợ lạc đường nữa. Trời. Bà con ông cháu cha rồi còn gì nữa. Cái nhà em nhìn vậy là biết nhà em rồi, to vậy là biết nhà em rồi. Đâu giờ em sợ. À giờ mai rồi hình như lịch của ma chưa yêu nhà gương nào đúng không ta? Chắc thế á. Ok đi, vô go dẫn nha Hồng Hoàng. Em đi mua đồ ăn đây, hai người anh giới thiệu nhà cho Kuma biết đi, em đi mua đồ ăn đây. Ok, nhớ lấy cho anh một phần thịt bò nha. Làm cái già tự mua đi. Dạ. Ok. Ở đây Kuma thấy nha, ở đây Go trang trí, đây là cái phòng khách của Go. Thôi đồ trang trí rất là trịnh trọng và sang trọng, nghe không? Đó, cái bàn này có hai văn, cô thấy không? Cái bàn này Rô đã phải tốn ra tầm khoảng 3 chỉ vàng mới mua được đó. Trời ơi. Là 3 ngàn đó bà nội. Ừ. Biết mà. Rồi cái này là cái... TV này 100 inch lận. Ủa hoành tráng nha. Mỗi mắt bao giờ không muốn xem nữa.
sao không đem cái tivi này dính xuống cái sảnh chờ của cái làng để cho mọi người cùng xem nhé. Không, cái sảnh chờ tôi định để tivi bự hơn rồi, nhà mình già mình có quyền mà, đúng không? Trời ơi. Rồi sau đây là mấy cái bếp nào đó, thấy không? Ở đây là mình có một cái lò nung. Lò nung này tuy không phải là lò nung rồi gì đặc biệt hết, nó chỉ có tốn rồi là cái hoa văn thôi. Đâu đó người ta gọi là đồ cổ đó. Nói chung để chân được thôi chứ nung không được đồ. Bây giờ mua về để chân chấm thiệt vậy thôi đó hả? Đúng rồi, còn này là bàn ăn nè, còn cái này thì bỏ đi. Cái này bàn cái ăn. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không có gì đâu, không có gì đâu. Đi 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 chỗ khác, đi chỗ khác đi. Trời mình tới thăm quan rồi. Thăm quan là phải thăm quan khác chứ. Không có gì đâu, đi đi phòng đi, đi đi chỗ đó có gì đâu, đi phòng này. Rồi, xin trịnh trọng thông báo với cô ba luôn, ở trong đây là phòng ngủ của cô. Đó, phòng ngủ của cô rất đơn sơ đúng không? Mặc dù mình là người nhà, nhà già ào, mình phải biết cũng giản dị như Bác Hồ. Ở ngoài đây là cái chỗ mà Rô tập thể dục buổi sáng mỗi ngày. Đó, còn không thích nơi Rô leo ngoài đây luôn. Tôi thích leo ngoài đây hít thở không khí gì đó. Sao cái bàn này không được như trang trí như cái bàn dưới vậy? À cái bàn này thì tại vì cái bàn ở dưới của mày không? Cái bàn dưới là một cái bàn gọi là mình để mình thò cái chân vô thoải mái mình ăn cơm. Còn bàn trên đây thì mình ngồi mình xếp bằng luôn á, ngồi xếp bằng nói chuyện. Tính toán hết rồi. Trời tính ra nãy giờ đi qua nhà ai ai cũng tính toán hết luôn rồi đó nha. Đó, Rô cũng tính toán rồi này đấy. Rô đây, Rô xây nguyên cái ban công ở đây này không? Đó. Đó là cái mái nhà nhưng mà Rô có thể mở cửa sổ Rô ra đây kiểu mình không thể tập thể dục bên kia, tập thể dục bên ngoài mình có thể tập thể dục ở đây. Lên trời, người ta xuống đất, vương vãi bên trái. Trời ơi, tính ra Rô là Ruby y chang nha luôn á. Tập ban công ra đây đứng, nhảy đầu chơi. Ok, ở trong đây có một cái phòng nữa này. Đố có ba biết phòng này phòng gì luôn, đố có ba biết phòng gì luôn. Cái này hả? Nhà khó à? Không phải. Cái này gì? Nhà vệ sinh. Ê, giờ thôi đi ra. Một đây không có gì đặc biệt hết. À cái cầu thang nghe cái cửa dưới đây để gì vậy? Sao vậy? Cửa này không gì đâu, nó tăng ba hết rồi đấy. Đi ra đi ra tăng ba hết rồi, không có đi vòng cửa này. Trời cái cửa đó nữa mà, trong cửa đó chưa ra mà, chưa vô mà, phải vô chứ. À không có gì trong đây đó, không có gì trong đây đó, không có gì trong đây đó. Dạ né mà, thôi đi kêu Ruby, đi kêu Ruby. Đó, không có gì trong đây. Chẳng có đồ mà, bảo đảm có. À, ôi bà này mới nhây ra, bà này mới nhây ra. Ai? Trời ơi. Cái gì vậy nè? Siêu sữa thôi, này siêu sữa thôi. Dạ, không giờ đi lên. Tao quét, tao quét nè, trời cái gì thế này? Trời, Shigo, Shigo, trời bà không lấy tên Shigo hả? Đi Shigo, Shigo dâu thôi, đi lên đi, đi lên đi. Shigo gì mà để này dưới đây vậy? Thôi, mình tập bartender, mình pha chế mà. Thật cái này là có cái gì đó mà ám lắm hay nha. Ám đâu, trời bà biết tôi làm nghề bartender mà bà nội. Bartender mà ai làm cái phòng ở dưới mà có dao cắm rồi máu. Nói chung là bà biết mỗi lần mình quay chai không, mình làm bể chai rượu thì nó phải văng tùm lum ra, tôi chưa kịp dọn thôi. Vậy thôi, bye bye nè. Bye bye, chúc mọi ngày tốt lành. À lộn, bye bye. Bye bye. Yêu Ruby bà nội. Ê Ruby bên kia kìa. Đó bây giờ nãy giờ là mình Kuma đã dẫn các bạn đi thông quan được 4 đảo rồi. Bây giờ chỉ còn 2 đảo nữa thôi là nhà của Kuma và nhà của Subi. Mà giờ Subi không có ở đây giống như dưới hùng rồi. Subi dưới hùng nắm tay ra đi chơi rồi mấy bạn ạ. Cho nên mình chỉ có thể xem được ở bên ngoài thôi chứ không bao giờ bên trong. Hello Ruby. À hello chị. Này đây. Đây là một cái đảo mà cũng khá là đặc biệt ở trong ngôi này bị đỏ rối. Đây nó không ai nhảy lên trên đây cho mấy bạn xem. Tôi nhảy tôi sợ rớt xuống dưới nha mấy bạn à. Tôi bị lọt dưới mấy lần rồi đó. Đó, đây là đảo khung đông. Đấy, cái đầu khung đông nè, hai cái tay nè. Đó, rồi cái kia cái chân và cái đuôi vậy không. Đấy, đây cái đảo nhà Subi đó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè. Đó, nhìn vô là biết đảo của Subi liền. Nhà ai cũng đi lạc á, mà về nhà của Subi là Subi không bao giờ đi lạc được. Tại vì tao có giống nhà ai đâu, đó. Đó là Subi ở trong một căn nhà cực kỳ xô giản dị luôn. Ở dưới đây có cái đường hầm nữa nè. Dạ. Rồi dưới đây là cái phòng ngủ của Subi. Ơi, phòng ngủ là nơi không nên xâm phạm.
khi người ta không có nhà nó đi lên này, đóng cửa lại cho Subi nữa đấy đó. Và đây là cái nhà của Subi đây. Ây da, tôi ấn động nút. Và bây giờ chỉ còn là một nhà cuối cùng nữa thôi, đó là nhà của Kuma. Bây giờ chúng ta đi qua tham quan nhà của Kuma đây thôi. Mỗi lần tôi lên nhà tôi là tôi ngán ngẩm gì đâu luôn á. Đi một cái đường cầu thang dài, ơi là dài. Trời ơi, sao mà nó dài thế. Mốc này chắc tôi phải đặt làm cái thang máy riêng cho cái nhà tôi quá. Đây, đây là nhà của Kuma đây. Nhà này do đích thân tôi xây á nha, chứ tôi không có muốn kỹ sư đâu. Kuma nghèo mà, cho nên Kuma phải tự bỏ tiền ra xây nhà mình. Tự xây và tự ở luôn mấy bạn ạ. Đó, đây là một đi một vòng cho mấy bạn xem đây. Ấy nhà Kuma đây. Mà nhà Kuma cũng giản dị lắm mấy bạn ạ. Không có trang trí gì nhiều hết á. Đấy, chỉ trang trí như đây thôi. Còn lên trên đây là mấy cái rương với là phòng ngủ thôi, chứ không có gì nhiều hết. Đây, thấy không? Tôi là tôi phải ngủ 3 giường. Ngủ 3 giường cho nó thoải mái, lăn lộn cho nó thoải mái. Đấy. Nó và tất, đó là tất cả cái mà những bí ẩn, những bí mật về nhà của các thành viên trong biệt đội rắc rối. Và cảm ơn các bạn đã xem cái clip này nha. Nếu các bạn yêu thích Kuma và cũng như là yêu thích tất cả các thành viên trong biệt đội rắc rối, thì hãy bỏ lại một like, một share và để đăng ký kênh cho tất cả các thành viên chúng em. Và đừng quên ấn vào cái chuông và đi bình luận bên dưới là thang biệt đội rắc rối cho Kuma và biết là các bạn đã làm những điều trên nha. Và bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Bye, see you again. Bye bye, see you again.